Chiều ngày 19 tháng 12, tại tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy Cẩm Phả, Thành ủy Uông Bí, Thành ủy Móng Cái tổ chức lễ chuyển giao năm tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc tỉnh Quảng Ninh về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam và các đại biểu. Năm tổ chức đảng và các đảng viên được chuyển giao về sinh hoạt tại Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam gồm: Đảng bộ bộ phận Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh; Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Cẩm Phả, trực thuộc Đảng bộ thành phố Cẩm Phả; chi bộ cơ sở Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Uông Bí, trực thuộc Đảng bộ thành phố Uông Bí; chi bộ cơ sở Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Móng Cái, trực thuộc Đảng bộ thành phố Móng Cái; và chi bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Bãi Cháy, trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng thay mặt Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chúc mừng Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam đã tiếp nhận năm tổ chức đảng, kiện toàn mô hình tổ chức đảng toàn hệ thống, gắn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý hoạt động chuyên môn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam Lê Đức Thọ đã phát biểu chỉ đạo các tổ chức đảng các chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.